Tống Thiến sinh năm 1987 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 2007, Tống Thiến gia nhập công ty giải trí SM Entertainment sau khi vượt qua buổi thử giọng. Cô được biết đến với nghệ danh là Victoria. Trong 2 năm làm thực tập sinh, Tống Thiến bắt đầu học tiếng Hàn và tập nhảy. Bên cạnh đó, cô còn được đào tạo về diễn xuất và làm người mẫu. Trước khi ra mắt chính thức, Tống Thiến xuất hiện với vai trò người mẫu cho Spritz vào đầu năm 2008, làm đại diện cho Samsung and Nicole trong MV của Biren. Tống Thiến từng cùng với TVXQ và Super Junior quay video quảng bá du lịch Hi Seoul. Tháng 5 năm 2008, Tống Thiến làm nữ chính trong MV Replay của Shinee. Năm 2009, Tống Thiến debut cùng với FX và cô ra mắt với tư cách là trưởng nhóm của nhóm FX và những cô gái với độ tuổi đôi mươi vô cùng xinh đẹp và phong cách âm nhạc độc đáo khi ấy đã chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả. Hành trình sự nghiệp của Tống Thiến. Năm 2010, Tống Thiến và Nick Hoon, 2PM trở thành vợ chồng ảo trong chương trình We Got Married Too. Vì cả hai quá đáng yêu mà cặp đôi Hoon Toria đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người đẩy thuyền. Cuối năm, Victoria đã giành chiến thắng Popularity Award tại lễ MBC Entertainment Awards. Điều này cho thấy sự tăng trưởng trong danh tiếng của cô nàng tại Hàn Quốc. Năm 2011, Tống Thiến được chọn làm đại sứ cho một số nhãn hàng. Cuối năm 2011, Tống Thiến và Nick Hoon hội ngộ khi được chọn làm MC tại MBC Gayo Daejeon Festival. Năm 2012 là cột mốc đáng nhớ đối với Tống Thiến khi cô lần đầu chạm ngõ diễn xuất và đảm nhận vai chính trong bộ phim Khi Tình Yêu Đến. Những ngày đầu đóng phim, Tống Thiến nhận không ít ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, vai diễn đầu tay Thẩm Nhã Âm đã giúp cho cô giành được giải Best New Actress tại China National Drama Awards. Năm 2013, Tống Thiến tiếp tục tham gia vào phim truyền hình Kiển Trấn Kỳ Duyên. Phim được ra mắt vào năm 2018. Tháng 6, Tống Thiến làm giám khảo khách mời trong chương trình Superstar China. Cô còn đảm nhận vị trí MC cho chương trình Glitter. Cùng năm đó, cô đã giành được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng nghệ sĩ hot nhất hàng năm của Baidu Search Billboard. Năm 2014, Tống Thiến tiếp tục sự nghiệp làm MC khi cô cùng với Jumi dẫn chương trình hợp tác giữa Hàn Trung có tên Strongest Group. Năm 2015, tin đồn Victoria rời SM Entertainment bắt đầu được lan truyền. Tuy nhiên, phía SM đã lên tiếng phủ nhận và lúc này công ty cũng đang tiến hành thành lập studio riêng cho cô tại Trung Quốc. Cùng năm, Tống Thiến trở thành nữ chính cho bộ phim Bí Mật Mỹ Lệ. Tháng 4 năm 2016, Tống Thiến tham gia Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 cùng với nam diễn viên Hàn Quốc Cha Tae Hyun. Ngày 24 tháng 7 năm 2016, bộ phim cổ trang giả tưởng Huyễn Thành do Tống Thiến làm nữ chính đã được phát sóng. Ngoài ra, trong năm 2016, Tống Thiến còn tham gia vào Đám Cưới Bạn Thân cùng Thư Kỳ và Phùng Thiệu Phong. Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Tống Thiến và Huỳnh Hiểu Minh đóng cặp trong dự án Thượng Cổ Tình Ca. Cùng năm, cô xuất hiện với vai trò khách mời trong phim điện ảnh hài hước Phản Chuyển Nhân Sinh và City of Rock. Tháng 5 năm 2018, Tống Thiến, Hoàng Cảnh Du nên duyên trong bộ phim ngôn tình hiện đại Kết Ái, Mối Tình Đầu của Thiên Tuế Đại Nhân. Vai diễn Quan Bì Bì đã giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Năm 2019, hai bộ phim có sự góp mặt của Tống Thiến lần lượt lên sóng là Cổ Kiếm Kỳ Đàm Chi Lưu Nguyệt Triệu Minh và Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả dành cho hai phim mới của Tống Thiến lại trái ngược nhau. Trong khi Cổ Kiếm Kỳ Đàm Chi Lưu Nguyệt Triệu Minh không được đánh giá cao, thì Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi lại giúp cô chứng minh diễn xuất tiến bộ. Đặc biệt, trong năm 2019, tin tức Tống Thiến rời SM Entertainment cũng khiến không ít người ngạc nhiên. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2019, cũng đúng ngày kỷ niệm 10 năm của FX, Tống Thiến chính thức hết hạn hợp đồng cùng SM và quyết định không tái ký. FX vốn được mệnh danh là con ghẻ SM nên từ khi phát hành album cuối cùng Four Walls 2014 và mở concert đầu tiên 2016, tất cả mọi hoạt động của nhóm đều bị đóng băng. Bên cạnh đó, một phần do lệnh cấm Trung Hàn
mà hầu hết lịch trình của Tống Thiến đều ở nước ngoài, không hề xuất hiện tại Hàn Quốc cùng các thành viên khác. Không chỉ Tống Thiến mà Amber và Luna cũng đã lần lượt rời SM sau đó. Mặc dù không xác nhận FX tan rã, nhưng với tình hình của các thành viên trong nhóm như thế, người hâm mộ cũng không dám đặt niềm tin về ngày họ tái hợp. Đầu năm 2020, Tống Thiến và Tống Uy Long gây sốt mãi nhỏ với phim ngôn tình Trạm kế tiếp là hạnh phúc, và cô nàng Hạ Phùng Tinh sang chảnh bên cạnh phi công trẻ đã giúp cho tên tuổi của Tống Thiến thêm phổ biến rộng rãi. Và sau nhiều năm đóng phim thì tên tuổi và cũng như diễn xuất của Tống Thiến cũng được đông đảo khán giả công nhận, và cô nàng cũng đã có được vai diễn để đời cho mình. Năm 2020, đại bạo với loạt phim truyền hình. Vào tháng 3 năm 2020, Tống Thiến xuất hiện trong chương trình Sáng tạo Doanh 2020 do Tencent Video. Tại đây, cô đảm nhận vai trò cố vấn cùng với Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm. Màn hội ngộ giữa 4 cựu nghệ sĩ nhà SM và 3 cựu thành viên EXO đã gây xôn xao tại Sáng tạo Doanh vào thời điểm đó. Ngày 19 tháng 5, Tống Thiến phát hành album Up To Me, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Tưởng chừng như lâu rồi không hát hò sẽ bị mọi người lãng quên, nhưng bài hát đầu tiên sau khi rời SM của Tống Thiến đã gây bất ngờ vì có điểm đu ban cao chót vót tận 9,2 điểm. Tháng 8 năm 2020, bộ phim Thật ra anh ấy không yêu bạn nhiều đến thế của Tống Thiến và Trịnh Khải được phát sóng độc quyền trên IQG. Sau thành công của Trạm kế tiếp là hạnh phúc, nhiều người cũng trông chờ vào màn tái xuất của Tống Thiến. Có thể thấy, năm 2020 là một năm vô cùng thành công với Tống Thiến, khi cô đóng phim cũng được khen, làm MC cho chương trình cũng hot, lại còn thành công với ca khúc mới. Trong năm 2020, Tống Thiến còn một số phim mới sắp ra mắt, được công chúng đón chờ như Kế hoạch nguồn nhịp tim, Người tình xa lạ. Là một ngôi sao ăn khách, Tống Thiến được nhiều show truyền hình mời tham gia. Tham gia nghệ thuật hơn 10 năm, Tống Thiến giành được nhiều giải thưởng ở các lĩnh vực bao gồm múa, diễn xuất và cả mảng thời trang. Tống Thiến và Dương Dương. Tống Thiến và Dương Dương từng hợp tác chung trong bộ phim Kiển Trấn Kỳ Duyên và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Không những thế, hiện tại hai người còn cùng là gà của Duyệt Khải Ảnh Thị. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2015, hai người đã vướng nghi án hẹn hò, nhưng phía Dương Dương đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Tống Thiến và Dương Dương vẫn luôn bị bàn tán và cả hai được cho là hợp tan nhiều lần. Vào tháng 4 năm 2016, Phong Hành tung ra loạt ảnh cho rằng Tống Thiến và Dương Dương đang hẹn hò. Những bức ảnh còn cho thấy cặp đôi đã xuất hiện cùng nhau trong một khách sạn. Theo thông tin, lúc này Tống Thiến đang quay phim Huyễn Thành và một người đàn ông đã xuất hiện tại khách sạn mà cô nghỉ ngơi. Sau khi theo dõi và xác minh, paparazzi đã khẳng định người đó là Dương Dương. Không lâu sau khi tin đồn được lan truyền, công ty của Tống Thiến lúc đó là SM Entertainment đã phủ nhận việc này và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp. Đến tháng 9 năm 2016, tin đồn hẹn hò của Tống Thiến và Dương Dương tiếp tục bị đào lại khi một cư dân mạng chụp lại bằng chứng Dương Dương thích bài viết liên quan đến Tống Thiến. Cụ thể, bài viết có nội dung cho rằng list nhạc trong điện thoại của Dương Dương toàn là nhạc của Tống Thiến. Nhưng sau đó, nam diễn viên đã bỏ thích. Ngay lập tức, cư dân mạng lại đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Lúc này, Tống Thiến đã có phản hồi gay gắt trên trang cá nhân. Trong lúc mọi người cứ liên tục nghi ngờ về mối quan hệ giữa Dương Dương và Tống Thiến, thì Phong Hành Studio lại bất ngờ công khai danh tính bạn trai của Tống Thiến. Và theo đó, người này là Giả Sĩ Khải, là quản lý của Dương Dương và đồng thời cũng là ông chủ của Duyệt Khải Entertainment, công ty mà Tống Thiến hợp tác ở Trung Quốc. Tống Thiến và Giả Sĩ Khải. Nói có sách, mách có chứng, Phong Hành đã tung ra loạt ảnh của Tống Thiến và người yêu. Cả hai thường xuyên xuất hiện thân mật với nhau và còn nắm tay tình tứ. Đồng thời, cư dân mạng còn phát hiện Giả Sĩ Khải thường xuyên chia sẻ bài về Tống Thiến. Nguồn tin còn cho biết thêm, Tống Thiến vốn muốn rời công ty để phát triển sự nghiệp riêng, nhưng bạn trai đã giữ cô lại bằng cách chia cổ phần cho cô. Khác với tin đồn hẹn hò cùng Dương Dương, lần này Tống Thiến hoàn toàn im ắng. Thế nên nhiều người cho rằng chắc chắn mối quan hệ của Tống Thiến và Giả Sĩ Khải là thật. Tống Thiến và Tống Uy Long. Thành công của Trạm kế là hạnh phúc đã giúp cho sự nghiệp của Tống Thiến và Tống Uy Long bước sang một trang mới.
Mặc dù hơn kém nhau 12 tuổi, nhưng cặp chị em này đã khiến cho dân tình quấn quéo trước những cảnh ngọt đến sâu răng trong phim. Chính vì phản ứng hóa học quá tốt mà Tống Thiến và Tống Uy Long từng bị nghi ngờ phim giả tình thật. Không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái nổi bật mà phong cách thời trang của Tống Thiến cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người. Được biết, Tống Thiến cũng là một yêu nữ hàng hiệu thứ thiệt khi thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh từ các nhà mốt đình đám trên thế giới. Ngoài ra, cô còn sở hữu bộ sưu tập túi với giá trị khủng. Lăn lộn nhiều năm trong nghề, thử qua rất nhiều vai trò ở các lĩnh vực như là ca sĩ, diễn viên đến cố vấn chương trình, sự chăm chỉ của Tống Thiến đã giúp cô thu về quả ngọt. Và từng bị chỉ trích về khả năng diễn xuất, Tống Thiến giờ đây đang từng bước hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của bản thân. Với ngoại hình xinh đẹp và tài năng, với lưu lượng không phải dạng vừa, thì trong tương lai chắc chắn Tống Thiến sẽ bùng nổ hơn nữa. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.